Tin Vatican, sinh nhật lần thứ 82 của Đức Thánh cha Francisco. Hôm ngày 17 tháng 12 năm nay, Đức Thánh cha Francisco tròn 82 tuổi. Đây là sinh nhật thứ 6 của Đức Thánh cha kể từ khi ngài được chọn làm người kế vị Thánh Phaero tông đồ vào tháng 3 năm 2013. Đức Thánh Cha Francisco sinh ngày 12 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires, Argentina, với tên gọi Jorge Mario Bergoglio. Ngài là con của một gia đình di dân người Ý. Khi còn trẻ, cậu bé Jorge muốn sẽ trở thành một người bán thịt. Jorge cũng có đam mê ca hát. Niềm đam mê này xuất phát từ thói quen nghe chương trình ca nhạc nhẹ trên radio mỗi ngày. Ngay từ thời niên thiếu, cậu Hoge đã được cha dạy về tầm quan trọng của lao động, học nhiều nghề khác nhau và cậu Hoge đã tốt nghiệp kỹ thuật viên hóa học. Nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu Hoge chính là đức tin, được người bà Rosa Margherita Vassalo nuôi dưỡng. Và chính đức tin này đã làm nảy sinh ơn gọi của cậu Hoge. Năm 1958, cậu Hoge gia nhập chủng viện và sau đó chọn vào nhà tập của dòng tên. Trong thời gian này, Thầy Hogge bị viêm phổi nặng và nhờ sơ Cornelia Caraclio, một y tá, đã thuyết phục bác sĩ sử dụng đúng liều kháng sinh mà thầy Hogge được cứu sống. Năm 1968, thầy Hogge được lãnh nhận thiên chức linh mục. Năm 1973, cha Hogge được bổ nhiệm làm giám tỉnh dòng tên ở Argentina. Năm 1991, cha được tấn phong giám mục và ngày 28 tháng 2 năm 1998 Đức cha Jorge Bergoglio được bổ nhiệm làm tổng giám mục Buenos Aires, giáo chủ Argentina. Trong công nghị hồng y ngày 21 tháng 2 năm 2001, Thánh giáo hoàng Joan Paulo II đã bổ nhiệm Đức cha Jorge Bergoglio làm hồng y. Sau khi Đức giáo hoàng Benedicto XVI từ chức, trong mật nghị hồng y bầu giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, các Hồng y đã chọn Đức Hồng y Beroglio làm Giáo hoàng. Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích lý do ngài chọn tên hiệu Giáo hoàng là Francisco, ngài đã nghĩ đến Thánh Francisco thần SCC, con người của sự nghèo khó, con người của hòa bình, con người yêu thương và bảo vệ thụ tạo. Như truyền thống, tìm bánh ngọt và kem Hedera ở đường Borgopio đã làm một cái bánh mừng sinh nhật đức thánh cha francisco chủ đề của bánh sinh nhật năm nay là giới trẻ trên cái bánh có hình các bạn trẻ với đức thánh cha francisco